đầu hiệp 1 và tiếng gọi trọng tài chính thức đã được vang lên. Quyền giao bóng thuộc về dành cho cầu thủ AHS. Tình huống lên bóng không thành công. Cú sút không vào và vẫn chưa có bàn thắng dành cho cầu thủ áo trắng. Và giờ đây là đường phản công cho cầu thủ áo trắng. Nguy hiểm vào. Một không dành cho cầu thủ AHS trong tình huống vừa rồi. Một tình huống phản công trong điều kiện trời mưa. Tình huống đi lên nguy hiểm. Bóng vẫn chưa đi vào mảnh lưới. Cú sút. Cú sút cuối cùng bóng vẫn đi cao hơn so với khung thành của các cầu thủ bên phía An Thượng. Tình huống nỗ lực. Nguy hiểm. Và bàn thắng vẫn chưa đi vào lưới của cầu thủ AHS trong tình huống vừa rồi. Một tình huống mà lộn xộn cho khung thành của cầu thủ áo trắng. Tình huống đánh đầu vào trong nhưng cột dọc từ chối. Và rồi bóng lại vẫn chưa đi tìm vào mảnh lưới cầu thủ AHS. Tình huống chọc khe tốt. Cú sút được tung ra. Zoom lên đi em ơi, tập zoom đi, zoom đi em ơi. Một tình huống tung ra cú sút từ rất xa. Nguy hiểm, không vào. Zoom lên đi Sơn ơi. Lại một lần nữa nhưng may mắn vẫn chưa đến với cầu thủ An Vượng. Sút xa bất ngờ. Ta hãy cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Một bàn thắng không ai có thể lao vào cầu thủ bên phía An Vượng trong tình huống vừa rồi. Và bàn thắng đã đến với cầu thủ An Vượng. Tình huống vô cùng bất ngờ. Từ sai lầm đến từ cầu thủ bên phía AHS. Một đường chuyền. Một tình huống đỡ bóng không tốt. Ngay lập tức. Một tình huống có lẽ. Đó là một tình huống phản lưới nhà đến từ cầu thủ bên phía AHS thì đúng hơn. Thủ An Vượng lên. Một tình huống giật gót thực sự rất tinh tế. Và đương nhiên người đồng đội của anh không làm phụ lòng anh. Ba một dành cho thủ bên phía An Vượng lên. Nguy hiểm. Thật may mắn dành cho thủ An Vượng khi tình huống vừa rồi bóng vẫn chưa đi vào mảnh lưới của họ. Tốc độ rất nhanh như đường chuyền vừa rồi. Đến được với người đồng đội bên trong. Không vào. Một tình huống tung ra một cú sút rất mạnh mẽ đến từ cầu thủ bên phía An Vượng. Bàn bật. Vẫn còn. Cơ hội. Không vào. Gì đấy?
Một lần nữa cơ hội trôi qua trên đôi chân của cầu thủ áo trắng. Chỉ có vặn này, nó có cái vặn mic riêng này thì nó có tác dụng, cái hình trạng có tác dụng này. Không vào. Chúng ta hãy cùng quay trở lại hiệp 2 trận đấu. Thì khi mà ngay tức vừa trở lại hiệp 2, cầu thủ AHS tung cho mình một cú sút bất ngờ. Đưa bóng vào giữa. Rất tốt. Có bàn thắng hay không? Không vào. Cơ hội một lần nữa lại trôi qua trên đôi chân của cầu thủ bên phía AHS. Họ có cho mình những cơ hội vô cùng nguy hiểm, nhưng khả năng tận dụng có lẽ chỉ còn một vài tình huống cố định cuối cùng mà thôi. Đưa bóng vào trong và tiếng còi kết thúc trận đấu tranh 3-4 giữa các cầu thủ An Vượng cũng như các cầu thủ AHS tới đây là kết thúc. Chúc mừng các cầu thủ An Vượng Land đã là người dành cho mình vị trí thứ 3 của giải đấu năm nay, và vị trí thứ 4 thuộc về cầu thủ AHS.